Nóng nhất trên mạng xóm hội quy bô xứ Trung hiện tại chính là một clip của Lý Tiểu Lộ và Gona. Bà xóm giải y lượng từng khiến cả Sobi bàn hoàng và phẫn nộ khi nộ loạt ảnh cùng bằng chứng ngoại tình với tình trẻ thường 13 tuổi cách đây gần 2 năm. Trong clip đang được lan truyền trên mạng, hai hero chính có một nghìn khoảnh khắc tình tứ như ôm ớt, dự đầu đóng vai nhau như một cặp tình nhân thực thụ. Clip được cho là của Lý Tiểu Lộ và Gona dân tình đang cực kỳ bất bình trước clip này, vì thế này, cả hai quyết định gạt bỏ dư luận để tự về với nhau sao, tôi ủng hộ, xứng đôi dừa lứa, khổ thân giải y lượng, clip cũ hiện thời mới lộ ra hay hiện thời mới sống chung. Hẹn hòa quay về ư, ừ. cô ta mặc dày đến thế sao? Trang Sina đã ngay lập tức liên lạc với phía Lý Tiểu Lộ để xác nhận thông tin song nữ diễn viên vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Nguồn, Weibo,